Xin chào tất cả các bạn đã đến với series Minecraft sinh tồn tập 65 nha. Đấy. Đấy, thì tập trước là mình đã gặp một tai nạn không đáng có khi mà mình đang khám phá tàu đắm nha. Đấy. Mình sẽ số đen đấy không biết. Đấy, thì tập này là mình sẽ chơi lớn, mình sẽ khám phá luôn với tọa độ phải gọi là xa nhất. Đấy. Đây là mình khám phá cái biệt thự của con Villager nha, không Villager mà con Evoker đúng rồi, Evoker. Đây, thì tọa độ của nó là mình cũng nhớ không nhầm là đó là -16136 14600. Tọa độ rất là xa nha. Thế cho nên là mình sẽ chia làm 2-3 tập mình khám phá nha các bạn. Ok. Đây, đồ mình cắt hết rồi đây các bạn. Cúp cái kiếm gần như hỏng nơi rồi. Em sẽ ngủ từ buổi sáng hôm sau mình đi chế tạo lại cúp quý kiếm nha, làm lại cái giáp nữa. Đây, giáp của mình cũng khoảng gần hết rồi các bạn. Cái game vô lý thế. Giờ trời vẫn chưa hết mưa các bạn. Game vô lý không em. Chạy bài đi. Chưa mưa, cũng ngủ đã hết mưa chứ. Ok, quên. Bây giờ mình sẽ phải chế tạo giáp nha. Chế tạo giáp. Giáp sắt. Các bạn. Cúp cái kiếm có rồi, kiếm mình phải nhập hỏng nơi đúng không? Mũ giáp này nha. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ chế tạo nha. Nhầm nhẹ em chăng. Mình sẽ bảo vệ được. Bảo vệ 4 cái mình cũng cho nó bảo vệ hết. Cái gì bảo vệ Hô hấp thì mình nghĩ là cái gì cứ rồi. Đấy, xong. Đấy. Đây còn cúp kim cương. Thêm chân cúp kim cương. Thêm chân cúp kim cương cái gì nhỉ. Cái gì có hiệu suất này. Chẳng hạn tôi chuyển sang đi. Rồi sẽ xuống lấy sách nha. Đây có sách rồi. Mình sẽ xem nào. Chạy hỏng. Ui, nó sắc bén này. Tưới, sắc bén. Để cho nốt, tưới. Thôi, em chan tạm này vậy. Đấy, bây giờ mình sẽ vô mình mài lại nha. Tưới. Đây, sắc bén đã chẳng là được, xong. Đấy. Mình như có một cái kiếm sắc hỏng này. Sắc bén 2, mình xem cho nên sắc bén 3 không nhỉ. Sắc 3, ui, thì cũng sắc 3 này. Sắc bén 2. Không được các bạn, đây xem nào. Sắc 3, sắc 4 thôi nhé lại. Không đi, sắc 3, tổng 4 chứ. Chúng ta sẽ lại chẳng hỏng. Hỏng này. Sắc bốn này, sắc bốn này. Mày. Kết hợp cái này không chắc tất luôn. Đạt thêm bây giờ còn một kinh nghiệm không thể bảo thì đã chế tạo xong rồi. Đấy, em tra xong hết rồi. Đây các bạn nhìn. Chợ hỏng hiệu suất này. Đấy. Bây giờ mình sẽ mang hết cái này là mình đi nha. Nghe sao trời vẫn mưa không ngớt đấy nhỉ. Trời mưa to thế. Bây giờ đâu. Bây giờ mới ban ngày các bạn. Chán mưa không ngừng không nghỉ thế này. Đá cuội nhiều lâu rồi. Không nhớ. Đá cuội. Đá cuội. Thế nhưng xuống số con này. Thế nhưng dưới con nhiều đá cuội lắm. Đâu nhỉ?
đây em ít bóc block xong vẫn mưa các bạn. 1 6 1 3 6 cái này chắc bị bấm nhầm giường đấy. 1 3 6 bây giờ mình sẽ để cho cái tọa độ giảm trước đây, quên có thịt thịt đó. Đây mới nung xong này, mới nung thịt xong đấy, xong rồi. Xem nào, thịt tướng lại ít đây, mang khoai tây đi, mình sẽ nướng khoai tây nha, cũng là trời thì trời hết mưa. Ok, đây là khoai tây mình nướng xong rồi nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp hoàn chỉnh nữa. 1 6 1 3 6 1 6 0. Bây giờ mình sẽ cho cái thằng x nó giảm trước. Đấy, đi đúng cái đường núi này. Đây là đi thẳng ấy. Z là phải dương chứ. Đây đây, Z là dương. Âm 1 6 1 3 6 rồi mà. Nó sai nhỉ. Phải gọi nó rất là xa các bạn. Học xong cái này chưa vậy? Thank you.
Băng à? Mình quay từ chỗ gửi ra là cũng khoảng 3 lần gặp cái vùng đất này rồi. Không biết là nó có cái... Không biết là nó có... lều tuyết không nhỉ? Để mình xuống mình phòng thí nghiệm mình xem cơ. Mùa đông thì mùa hè là mưa lắm rồi mấy. Mưa nó có game lạ thật này á. Mùa hè thì quay thì mưa ít, mùa đông thì quay thì mưa nhiều. Đấy kìa. Chỗ hết mưa, chỗ không mưa. Ui, da thỏ tốt luôn. Ui, từ kia là cái gì kìa? Tích là gì kìa? Đủ. Đây là cái gì đây? Đủ. Căn nhà này nghe nó hiếm này. Dương nghe này quên, đã trượt. Game kiểu gì đây? Đặt dương ngay ở dưới nước đỏ đào. Bản đồ kho báu, wow. Bản đồ kho báu. Bản đồ ở đâu nhỉ? Ui ngay đây luôn à? Ui chết cái mẹ rồi, ui. Người nhà phát bảo xâm lược ở đấy luôn, chết cái mẹ rồi. Đây phải đi cung bắn mọi người chứ.
lava nhỉ. Vũ khí thì vẫn còn. Ui ui, tự nhiên hình như gần đây có làng không? Chết mẹ. Gần đây có làng nên là mọi thứ sẽ xâm được. Đây, kho bóng này. Thôi mình lánh lại thêm này đi. Nghe bọn này ghê lắm này. Tại mình xâm được lánh lại chứ. Hiện tại cái việc khám phá biệt thự của mình cũng chỉ được 1 phần 10 nhá. Đấy. À, chưa đến, chết cha rồi. Gần hơn nữa. Ok. Ok, cái chỗ kho báu hiện tại mình chỗ này nha. Đấy, nó may mà nó không nằm ở cái chỗ bọn xâm lược chứ không mà mình mềm xương lâu đúng không? Ok. Cầm nha. Đấy, nó nhận nước. Úi giời ơi, ngu chưa, cho chưa. Đấy, nó không bán nha. Còn mong mình sẽ có kim cương ở đây. Nhận lì đòn. Đấy, hai chỗ này nha. Giống như chưa đào kho báu nhỉ. Ui, kho báu kìa. Ui, mày nhé. Chết đuối mà vô đây xác định mình luôn. Ui kim cương. Ui kim cương. Trái tim của biển mang đi đấy. Thở dưới nước, ui ngon. Cho nó ngon không vậy? Thuốc hồi phục. Ui ngon thế. Tự nhiên lấy số son đấy nhỉ. Chắc ăn ở rồi. Đấy, mang ba bình thuốc đi. Đầy tê hết. Bình sách hết nào có công tắc của biển. Cái này hồi máu. Không chúng ta đổ trên này đi tiếp. Ui. Mẹ ơi. Ê. Ui, vào đây. Chết mẹ rồi. Mẹ nó ngã cái kiểu này. Mẹ được đi. Mẹ thật. Mẹ cái quả này chắc ông bà phải gánh còng lưng ý. Nó ghê luôn. Thôi bít. Bít lại nghỉ ngơi đi. Chết mẹ rồi. Còn mấy tim bên này mẹ. Cái này mẹ chỉ cần hụt một người lóc nó thôi đi luôn. Ghê thật. Có một ngay bờ hố luôn đó. Thật. Ok, sẽ lên xuống tức một phần lên nha. Đấy, lên rồi. Lên. Nha, chừng thiếu. Đấy, lên. Được rồi. Đó. Nghe thật. Thể luôn. Tí như bên kia tí như mặt. Khám phá đây. Đèn biển. Wow. Đèn biển này. Rồi. Thuốc của nước đâu? Uống. Ok, được rồi. Xong.
Ở mẹ rồi, thằng chó đằng sau lưng ấy. Ôi trời mẹ, chó này nữa. Mẹ cái thằng này, phụ mày phí thuốc bố mày con ạ. Đủ cái biển này. Rất tiếc là cái cúp này không làm nhanh như nước được các bạn. Mình chỉ có 3 phút khám phá thôi. Mẹ, để biển đập cho cái bùi đi. Yes, xem nào. Hiện tại là mình chỉ còn 2 phút 25 giây. Ừ, khó thế. Không có gì không ạ? Ok, mình sẽ cụ thể là trong lúc mà chờ thuốc hết dụng nghiệm để mình khám phá luôn đáy biển nhá. Tiện thể là mình sẽ đi đúng tọa độ của mình. Đấy. Lắc quá, chết tôi rồi. Ui, thằng tích địa ngục này. Thất trường. Sao đây toàn gặp thứ hiếm ấy nhỉ? Nhanh lên, nhanh lên, lên. Dương, dương, dương. Xin, xin, xin. Xuống. Nhặt. Rác. Mẹ luôn, toàn rác không. Rồi thôi cũng được rồi. Thôi người ta chưa hết được nhỉ. Thôi không, không lấy đây. Con cá rất là tự nhiên, nó tự nhiên thôi. Xem mà. Nhiếp nhái sắp hết rồi các bạn. Sắp hết rồi. Ok, chắc tình hình là mình đi được 3.000 là 3.000 năm là mình dừng ra. Dừng video đó. Học tập khám phá là mình sẽ chia chia nhỏ ra nha. Chứ mình sẽ không dồn một video. Nên là bởi vì là dồn rồi rất là dài. Đấy. Đến kia là đủ 3.000 mình dùng game các bạn. Đừng đi đâu. Vứt vứt. Vứt cái này đi. Xong. Để vứt viết mấy con bò. Lấy thịt. Xong ăn. Ngon. Tiếp. Ok, chơi kia là mình cũng phải tạm dừng video ở đây nha. Đấy, cảm ơn các bạn xem video của mình. Chào tạm biệt các bạn, bye bye. Đây. Đến cái chỗ này là mình sẽ dừng chân nha. Chào các bạn.